Thưa quý vị và các bạn, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2024 có chủ đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai, tôn vinh quá trình lao động sáng tạo cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Những năm qua, ngành khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ luôn nỗ lực chủ động và linh hoạt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đưa vào ứng dụng đạt tỷ lệ cao trong tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực đặc trưng có lợi thế của thành phố. Ngày 18 tháng 5 năm 1963 được xem là ngày đặc biệt của giới trí thức khoa học, bởi đây chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ cũng đã xác định khoa học và công nghệ là một trong những động lực tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Thành phố Cần Thơ thuộc top 5 địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, viết tắt là PII, cao nhất cả nước với điểm số 49,66 điểm và cũng là địa phương có xếp hạng đầu ra đổi mới sáng tạo đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau Hà Nội. Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh, đổi mới sáng tạo được xem là yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp. Công ty Phạm Nghĩa thì đang kinh doanh là có cả thị trường nội địa và thị trường quốc tế để phục vụ cho cái thị trường phát triển sắp tới và môi trường thị trường xuất khẩu đó. Thì công ty muốn nâng cấp lên cái hệ thống lớn hơn, đó là ISO 22000. Về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thì cần phải đầu tư khá là nhiều cho cái thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng của nhà xưởng. Thêm vào đó thì cái về đội ngũ nhân sự đó thì cũng phải được đào tạo một cách bài bản. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tham mưu và triển khai các nhiệm vụ cấp thiết phục vụ sản xuất, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới giúp nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm chủ lực của thành phố, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ thành phố đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị của doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2023 đạt 13,07%. Chúng tôi sẽ tập trung là triển khai ba cái giải pháp chủ yếu, tham mưu toàn diện cái chính sách hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, tập trung là hỗ trợ ngân sách những cái lĩnh vực trọng tâm ưu tiên mà phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ triển khai sâu rộng hơn cái tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng kiểm định hàng hóa, các cái tiêu chuẩn ISO mà ba cái hiệp định FDA mà chính phủ đã ký mà có cái ảnh hưởng trực tiếp cho các doanh nghiệp xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2023, tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao, công nghệ trung bình so với tổng giá trị sản phẩm của thành phố là 32,5%. Kết quả này đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có lợi thế của thành phố. Khoa học và công nghệ từng bước đã khẳng định được vai trò động lực trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.